giảm giá bất ngờ luôn chị ơi, xuất hiện một căn nhà trong khu dân cư nha, mà giá cực kỳ là sốc nữa. Và căn nhà của mình ngày hôm nay á, là vị trí đó là gần chợ Bình Chánh thôi anh chị, thì trục đường Đinh Đức Thiện á, mình đi vào đây khoảng tầm 600 mét thôi nha. Và đặc biệt căn nhà của mình á, thì nằm trong khu dân cư đông đúc anh chị, đường trước nhà của mình là đường nhựa 8 mét nha, ở xe ô tô du lịch di chuyển tới tận nhà luôn, khu vực của mình là đông dân cư hết rồi. Và căn nhà của mình á, thì mặt dựng thiết kế là kiểu máy hợp anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Một trệt một lầu gồm hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, diện tích là ngang 4 dài 16 mét anh chị. Và đây là sân trước anh chị, em dư ốp gạch sạch sẽ nha, đây có mái che cho mình, chị mua che nắng luôn. Thì em dư mà không chú chị mình tham quan nhà đi, thì trong clip á, thì em dư sẽ báo giá cho anh chị mình luôn nha. Thì khi bước vào nhà thì em dư có làm cho mình lớp cửa sắt phía ngoài anh chị, có cửa cửa bảo vệ nha, đây là cửa làm bằng sắt cửa kéo anh chị, rất là an toàn luôn. Và mặt dựng ở đây á, thì em dư có black gạch đá ống kính hết cho mình rồi nè, cào đá sạch sẽ luôn. Ở đây á, thì em dư có xin đồng hồ nước và đồng hồ điện riêng hết anh chị, điện là điện nhà nước nha, nước thi cục luôn. Thì phía bên trong đây á, thì em dư cũng làm cho mình thêm lớp cửa sắt anh chị, cửa sắt hợp nè, sơn tường điện chống dì xét nha, và đi chung với kính cường lực. Ở dưới đây thì cô chú anh chị mình làm thêm bộ vam, mình tăng lên tư. Căn nhà này là một trong những căn nhà giá rất là rẻ anh chị, thì căn nhà này thì sổ hồng riêng, thì tài chính của chú anh chị mình tầm 500 triệu thôi nha, là mình hốt được căn này. Ở số còn lại mình sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình góp nha. Và đây sẽ là khu vực phòng khách của mình nha anh chị, rộng rãi nha, cho anh chị mình có thể tự được coi shop luôn. Bên tường thì như có ốp gạch lên cho mình lên cao 1m2 anh chị, dễ đâu chùi dọn dẹp luôn, hai bên nè đối xứng với nhau nha, ốp gạch từ trên xuống dưới luôn. Hệ thống trần á, vẫn là trần thạch cao dược hợp anh chị, đi với hệ thống đèn lon đèn led luôn. Và chính giữa thì có một cái đèn chùm nha, rất là đẹp luôn. Trên cầu thang ở đây á, thì như đang để trống nè, cô chú anh chị mình có thể về làm cái kho, hoặc là mình làm thêm cái cây tủ ấn tượng á, ở mình trang trí thêm nha. Và căn nhà này á, thì vị trí là trục đường Đinh Đức Thiện gần chợ Bình Chánh, cô chú anh chị mình đi từ chợ Bình Chánh vào tới cái chỗ khu đô thị 562 anh chị là tới nhà luôn nha. Xây dựng là tường liên cột riêng hết. Thì khu vực phòng khách nó tiếp theo là khu vực nhà bếp anh chị, thì khu vực nhà bếp ở đây á rất là rộng và thoáng nha, đây có hệ thống cửa sổ nè, rất là mát luôn. Thì mặt bếp ở đây á, như có dán đá quá cương đen cho mình nè, có bồn là bộ inox 304 gì, một bên ở rau bên ở chén luôn. Có tủ bếp dưới cho mình. Ở đây thì có ống cấp ống xả máy giặt nha. Và giữa nhà thì sẽ bằng nhanh thì có nhà vệ sinh nè, đầy đủ hết trang thiết bị cho mình, em đi ở gạch cao luôn. Thì căn nhà này á là hiện tại là giá rất là ngọt anh chị, giá tổng luôn là chỉ có 1,420 tỷ nha, sổ hồng riêng có hỗ trợ vay thì chú gì mình đưa chú em như 500 là mình nhận nhà, số còn lại như sẽ hỗ trợ của chú chị mình góp nha. Và căn nhà mình diện tích là ngang 4 dài 16 mét, thiết kế một trệt một lầu gồm hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Thì giá này bên em còn thương lượng á, thì cô chú chị mình xuống xem trực tiếp ở gặp chính chủ sẽ mình còn mức giá tốt hơn nha anh chị. Thì cô chú chị mình chần chờ nữa hay gọi ngay cho em nha, số điện thoại ghi ở trên màn hình cho mình luôn. Thì giờ em đi ngoài cô chú chị mình tiếp tục tham quan lên lầu trên nè. Tiếp đến đây sẽ là khu vực cầu thang mình di chuyển lên tầng 1 anh chị, đó đó đi rất là rộng rãi luôn, cho anh chị di chuyển đẹp đẹp lên nha. Đây có một cái đèn kiểu rất là đẹp luôn, tại mình sẽ bằng gỗ cho mình, có khung bảo vệ rất an toàn luôn. Và trên tầng 1 mình á, thì sẽ có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Thì bây giờ như mà không chúng chị mình tham quan tiếp căn phòng thứ nhất nè, đây căn phòng thứ nhất trên tầng 1 anh chị, rất là rộng rãi luôn, cho chị phải để đồ đạc rất thoải mái luôn nha. Đây thì có hệ thống cửa sổ thông thoáng nè, ở căn phòng rất là thoáng và mát anh chị, có đèn ngủ đèn led hết cho mình. Cửa phòng á là đi cửa nhôm nha, đi chung với kính màn nè. Đây hành lang anh chị đi rất là rộng rãi nha. Và giữa nhà thì sẽ bàn giao anh chị một cái nhà vệ sinh ở dùng chung trên tầng 1 nha, đầy đủ hết trang thiết bị luôn, em đi ốp gạch cao. Tiếp đến đây sẽ là khu vực mà căn phòng ngủ master phía trước anh chị, có hướng cửa ra ban công nè, có hệ thống cửa sổ lớn nè. Khu vực ngoài kia là đang xây nhà rất là nhiều anh chị, khu vực đông dân cư hết rồi. Thì như xin nhắc lại căn nhà của mình á, diện tích là ngang 4 dài 16 mét, thiết kế một trệt một lầu gồm hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Căn nhà mình á, thì vị trí là trục đường Đinh Đức Thiện gần chợ Bình Chánh, chú anh chị mình đi từ chợ Bình Chánh vào tới khu đô thị 562. Từ khu đô thị 562 vô đây khoảng tầm 600 mét thôi, đường ô tô đến nhà anh chị, có sân đậu ô tô luôn. Và căn nhà này hiện tại đang giá đang ngọt anh chị, giá tổng luôn chỉ có 1,420 tỷ thôi, giá rất là hợp lý mà rẻ nữa. Thì anh chị nào mình xem clip á, nếu thấy căn nhà này phù hợp với mình là tài chính nữa thì nhấc máy alo ngay cho em dư. Và căn nhà này á, thì sổ hồng riêng có hỗ trợ vay, thì anh chị nào mình đang có tài chính thấp á thì cứ nhấc máy alo ngay cho em dư luôn nha, số lại như sẽ hỗ trợ không có gì mình góp luôn. Thì trên màn hình em như là số điện thoại á, hãy gọi ngay cho em. Thì cuối đây thì mình xin chúc cô chú anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nè, và thành công trong công việc, và hẹn cô chú anh chị mình ở những video clip trong mới tiếp theo ạ.